để làm video giới thiệu với các bạn về khóa học 5 ngày thay đổi tư duy bằng NLP này. Tôi cũng nghĩ mãi rằng làm thế nào để trong vòng có vài phút thôi để nói cho các bạn hiểu NLP và khóa học này giá trị với chúng ta như thế nào. Tôi cứ tìm mãi chủ đề, nó vào đề bằng cách này, vào đề bằng cách này, hay là vào đề bằng cách này. Thế về cuối cùng thì tôi cũng chẳng thấy là vào đề bằng cách nào, nó hay bằng cái cách vào đề từ trái tim mình. Tại sao tôi lại mở ra khóa học này? Bởi vì NLP là khoa học lập trình ngôn ngữ tư duy. Và tôi chỉ muốn chúng ta hiểu một điều đơn giản này. Nếu cuộc sống của mỗi chúng ta ở ngoài kia đang chưa như mong muốn, thì nghĩa là tư duy của chúng ta nó đang yếu, nó đang thiếu, và thậm chí nó đang chỉ đạo sai. Bởi vì con người chúng ta được điều khiển bởi chính trí não của mình. Trí não này điều khiển ngôn ngữ mình nói, trí não này điều khiển cách mình nghĩ để tỏ thái độ, trí não này nó nghĩ ra cái lộ trình, nghĩ ra phương pháp đường hướng chiến lược để ta giải quyết bất kỳ một việc nào đó. Trí não này sẽ khiến ta có tư duy tầm nhìn về cuộc sống này, về cuộc đời của mình, và từ đó nó khiến ta hành động mỗi ngày. Và việc ta hành động mỗi ngày thì tạo ra kết quả cuộc đời ta của ngày hôm nay cho đến tại thời điểm này. Và tôi muốn rằng mỗi chúng ta hãy nhìn lại cuộc đời mình. Nó đã đúng như chúng ta mong muốn chưa? Chúng ta hãy kiểm lại các cái khía cạnh cuộc đời chúng ta. Gần nhất là bản thân chúng ta, trạng thái tinh thần của ta sống mỗi ngày như thế nào. Mỗi ngày thức dậy mình có cảm thấy vui vẻ không? Có hào hứng với công việc, hào hứng với cuộc sống gia đình mình không? Hào hứng với những người thân xung quanh mình không? Và nếu ta cảm thấy uất stress nặng nề thì nó đến từ rất nhiều thứ. Ví dụ nó đến từ việc tài chính chưa dư giả trong chi tiêu cho toàn bộ cuộc sống gia đình, cho cá nhân mình. Nó đến từ cái việc khả năng của chúng ta ra ngoài kia chưa gây ảnh hưởng được, chưa dễ dàng giải quyết cái công việc mà mình làm ấy để tạo ra thu nhập như mong muốn. Nó đến từ việc cái năng lực bản thân của mình chưa tạo ra những uy tín để khiến bản thân mình có thể gây ảnh hưởng được với bạn bè, đối tác, khách hàng và những cái nhóm câu lạc bộ cộng đồng mà ta tham gia. Thì tất cả những điều đấy ở cuộc sống này, nó sẽ ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần mỗi ngày sống của chúng ta. Và cái trạng thái đó thì lại ảnh hưởng đến việc ta tỏ thái độ với cuộc sống, ta thể hiện cái bản thân mình với cuộc sống, ta thể hiện cái năng lực của mình, năng lực của mình với người xung quanh. Và cái mỗi lần để ta thể hiện bản thân mình ra cuộc sống như vậy thì cuộc sống lại đáp trả lại ta những kết quả. Và chừng nào chúng ta hiểu được rằng cái nhân quả giữa bản thân ta và cuộc sống này, vũ trụ này, thì ta bắt đầu biết điều khiển bản thân mình phù hợp với những quy luật của vũ trụ, thì lúc đó ta sẽ thành công. Ví dụ này, nhân quả này, nếu bạn tỏ một cái thái độ chán nản, bất cần đời, thiếu trách nhiệm với công việc ở nơi làm việc của bạn, đấy là nhân, thì cái quả của bạn sẽ nhận được, nghĩa là cái chất lượng công việc đó nó sẽ không xuất sắc, nó sẽ không tốt. Rồi sếp của bạn, nhân viên của bạn sẽ nhìn cái thái độ của bạn
để tin tưởng bạn hay thất vọng về bạn. Đấy chỉ đơn giản là bạn tỏ cái thái độ. Thì cái thái độ đó nó đến từ rất nhiều yếu tố khác nhau. Ví dụ nó đến từ việc là ngày hôm đó thì gia đình bạn có một cái bất hòa, một cái bất đồng, một cái mâu thuẫn, có một cái rủi ro nào đó khiến bạn cảm thấy vô cùng chán nản, cảm xúc nó không được vui. Và vì bạn không là người có thể kiểm soát được cái cảm xúc đấy, hay là vì bạn là người không có cái sức mạnh để dễ dàng vượt qua được cái vấn đề đó, thì bạn sẽ mang cái cảm xúc đó để ném ra ngoài xã hội, thể hiện với những người xung quanh. Và bạn sẽ không nhận ra đấy là nhân quả nó tạo ra cho chính mình. Chỉ đơn giản là câu chuyện là cá nhân mình như vậy, rồi đến những cái vấn đề xung quanh về gia đình nhỏ của bạn. Ví dụ như là cái mối quan hệ của bạn với chồng bạn, mối quan hệ của bạn với vợ bạn trong gia đình có êm đềm hay không, có đồng thuận hay không, hòa thuận không, hòa hợp không, và nó đã kéo dài cái bất đồng, kéo dài cái mâu thuẫn này bao nhiêu năm rồi, bạn có muốn giải quyết nó không, bạn có buồn về cái điều này không, bạn có mất năng lượng mỗi ngày về cái mối quan hệ nó bất đồng này không, bạn có buồn về những đứa con nó đang nhìn mối quan hệ của bố mẹ không hòa thuận như vậy, và bạn có hiểu được là cái hậu quả tương lai khi mà một đứa trẻ nó lớn lên trong một gia đình không hòa hợp sẽ như thế nào không? Không những hậu quả cho chính đứa trẻ đó mà còn hậu quả cho chính cuộc đời của bạn. Nếu bạn còn không nhìn ra cái điều này thì sau này bạn sẽ gánh chịu hậu quả nặng nề lắm đó. Bởi vì cái nhân của ngày hôm nay là bạn tạo cho đứa trẻ một cái môi trường để nó hấp thụ những tư duy, tính cách, giá trị, hành vi, lối ứng xử. Cái nhân là bạn tạo như vậy. Và kết quả sau này nó mang toàn bộ cái lối ứng xử đấy, giống như vợ chồng bạn đang ứng xử với nhau, giống như cách bạn đang ứng xử với xã hội này, công việc này, những người thân xung quanh này. Nó mang toàn bộ cái sao chép, cái mô thức đấy của bạn khi trở thành một đứa trẻ trưởng thành, nó sẽ ứng xử như vậy. Cái phiên bản của bạn hiện tại như thế nào, bạn trao cho đứa con như vậy, và ra ngoài kia cuộc sống nó sẽ ứng xử như vậy sau này khi nó trở thành một đứa trẻ trưởng thành. Bạn có thấy rằng là bạn có cái tính cách giống bố mình, mẹ mình không, hay thậm chí bạn còn không nhận ra luôn? Và nếu bạn còn chưa nhận ra điều đấy thì cuộc đời còn vất vả, tinh thần của bạn còn stress, và cái sự nghiệp của bạn còn chưa bao giờ thành công, và cuộc sống của bạn nói chung là chưa bao giờ vui vẻ được. Và như thế, bạn mang cái nỗi uất trong lòng như vậy thì bạn sẽ ném ra những người thân xung quanh, gần gũi nhất là vợ bạn, chồng bạn, con cái của bạn, xa hơn là bố mẹ bạn, anh chị em bạn. Đấy là cái khía cạnh thứ hai của cuộc sống, đó là gia đình. Bên cạnh đó còn những khía cạnh như là công việc kinh doanh của bạn, mối quan hệ ngoài xã hội của bạn. Và nếu như mỗi chúng ta không hiểu được những cái khía cạnh đó, nó xuất phát bắt nguồn từ đâu, nó giằng kéo như thế nào, thì làm sao chúng ta có thể kiểm soát được nó, hóa giải được nó, rồi làm cho nó trở nên tốt đẹp. Tất cả mọi cái kịch bản cuộc sống, hoàn cảnh cuộc sống là do chúng ta tạo ra, do chúng ta tạo ra, chứ không phải do ai khác cả. Bởi vì vũ trụ ngoài kia thì ngày đêm vẫn xảy ra như vậy, bốn mùa xuân hạ thu đông vẫn xảy ra như vậy. Cái sự tiến hóa của con người trong xã hội vẫn xảy ra như vậy. Cuộc sống vẫn trôi chảy như vậy, không có gì khác biệt. Cái khác biệt là do chính chúng ta tạo ra. Chỉ khi nào chúng ta hiểu được nguyên lý quy luật của vũ trụ này, chỉ khi nào ta hiểu được
những nguyên tắc của các cuộc chơi trong cuộc sống này, thì chúng ta mới biết cách làm chủ nó, vượt qua nó một cách dễ dàng. Để ta có thể dễ dàng giải quyết được mọi vấn đề trong cuộc sống này, thì đòi hỏi ta phải có hiểu biết. Đòi hỏi ta phải có hiểu biết. Và để có hiểu biết thì ta phải học. Học nhiều rồi mà chúng ta vẫn chưa cải thiện được cuộc sống này, thì điều đó có nghĩa rằng chưa đủ. Ta phải học tiếp, ta phải tìm tiếp. Và chẳng có cái học nào lãng phí cả, chẳng có một cái trải nghiệm nào cho cuộc sống này lãng phí cả. Tất cả đều là những vốn quý, tất cả đều là những nguồn lực mà một khi ta hiểu được thì ta mới biết cách giáp nối lại những mảnh ghép đó để trở thành một bản thể, để trở thành một cái sức mạnh hoàn chỉnh, để đồng điệu với cuộc sống này. Sở dĩ tôi muốn tạo ra khóa học 5 ngày thay đổi tư duy để thay đổi cuộc đời là bởi vì chính tôi là một minh chứng trong cái tiến trình thay đổi và kiến tạo lại cuộc đời mình. Tôi không bao giờ nghĩ được là mình lại có một cái doanh nghiệp. Một cái doanh nghiệp chỉ cần có vài người thôi, nhưng có thể tạo ra doanh thu triệu đô. Chỉ có vài người thôi, 4-5 người thôi, nhưng tạo ra doanh thu triệu đô. Và tôi vận hành doanh nghiệp một cách rất nhẹ nhàng. Rồi tôi chưa bao giờ nghĩ rằng là mình lại có cái năng lực có thể gây ảnh hưởng được với nhiều người như vậy. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng là mình có cái năng lực có thể hóa giải những cái vấn đề sâu kín trong con người, trong vấn đề của gia đình, vấn đề của cá nhân họ. Ví dụ, chưa bao giờ tôi nghĩ mình có cái năng lực có thể hóa giải cách dễ dàng những cái mâu thuẫn nghiêm trọng trong cuộc sống gia đình của họ. Ví dụ như là những cái mâu thuẫn giữa con cái và bố mẹ, những cái mâu thuẫn giữa vợ và chồng, những cái mâu thuẫn rồi bất đồng, mất kết nối giữa bố mẹ và con cái. Các bạn có thể xem những học phim của tôi. Rồi tới đây ngày càng nhiều các bạn sẽ xem ngày càng cái phản hồi rất nhiều nữa của những khách hàng mà tôi coaching để giúp họ giải phóng vấn đề, giúp họ đạt được sự mạnh. Chưa bao giờ tôi lại nghĩ mình có cái năng lực mạnh mẽ như vậy. Tất cả là nhờ NLP, khoa học lập trình ngôn ngữ tư duy. Cái khoa học huấn luyện đào tạo con người trở nên vượt trội xuất chúng. Cái khoa học nguyên chủng của ABNLP Hoa Kỳ. Từ khi sở hữu được khoa học lập trình ngôn ngữ tư duy của ABNLP Hoa Kỳ, tôi đã thay đổi hoàn toàn được cuộc sống của mình. Cải thiện được hoàn toàn chất lượng cuộc sống, mọi khía cạnh cuộc sống của mình. Và trong 5 năm trở thành nhà huấn luyện, cho tôi học được rất nhiều bài học nữa về tâm thức con người, về những vấn đề của con người và cách hóa giải nó. Cho nên tôi mới mở ra khóa học 5 ngày thay đổi bằng NLP để giúp chúng ta thay đổi được cuộc đời của mình. Toàn bộ những nội dung chúng ta học được gì trong khóa học 5 ngày này thì tôi mời các bạn xem trong cái landing page thì tôi gắn ngay trong cái phần video này. Tất cả những gì chúng ta thắc mắc về cuộc sống này đều có trong landing page. Và một khi chúng ta đã thắc mắc điều gì thì khóa học này giải nghĩa cho bạn một cách cụ thể những vấn đề đó, nhân quả đến từ đâu, cách nào để giải quyết nó, và mỗi chúng ta cần phải có những năng lực gì để dễ dàng làm chủ cuộc sống này, làm chủ công việc và phát triển sự nghiệp của mình. Tôi là ai mà lại chia sẻ những điều này? Tôi đã có 26 năm trải nghiệm cuộc sống này. 26 năm tôi được một nhà báo viết về kinh tế vĩ mô, rồi kinh tế vĩ mô, kinh tế doanh nghiệp.
tôi cũng là người khởi tạo cái sự nghiệp của mình qua 7 lần thành lập doanh nghiệp và vận hành doanh nghiệp. Trong đó thì ít nhất có 3 doanh nghiệp thành công, còn 4 doanh nghiệp kia vật vờ. Có 5 doanh nghiệp tôi tự một mình đứng ra khởi tạo và 2 doanh nghiệp hợp tác. Và trong cái quá trình đó cho tôi bài học rằng doanh nghiệp mình khởi tạo vì sao nó thành công, rồi sau đó nó lại sụp đổ vì sao, rồi trong cái doanh nghiệp hợp tác thì vì sao lúc đầu chúng ta là toàn những bạn bàng hổ báo gặp nhau và sau đó chỉ 6 tháng sau, 1 năm sau thì lại vỡ trận, lại tan đàn xẻ nghe. Chỉ khi là một nhà huấn luyện đào tạo và sở hữu được khoa học NLP thì tất cả những vấn đề đó được giải nghĩa một cách rõ ràng rành mạch. Và hóa ra mọi chuyện nó đều có nhân quả. Cái này nó xuất phát từ những vấn đề kia. Và nếu chúng ta không hiểu được thì chúng ta sẽ liên tục tạo ra những bi kịch của cuộc đời mà chính chúng ta không hiểu tại sao. Ta không ý thức được tại sao ta lại cứ thích tạo ra bi kịch. Đơn giản đó là cái mô thức ở bên trong. Ta đã được cài đặt cái chương trình tạo ra những bi kịch đấy từ khi ta còn rất nhỏ. Ta đã được tạo ra những cái mô thức đó trong cái trường đời trải nghiệm của mình. Và tất cả những cái mớ hổ lốn hỗn độn đó không có một cái gì chuẩn mực cả, ta lại giáp lại và trở thành cái hiểu biết năng lực của mình. Và ta mang cái mớ hổ lốn hỗn độn đó ra ứng xử với cuộc sống này và tạo ra cuộc sống, tạo ra sự nghiệp của mình. 20% trong số này cũng thành công nhưng vô cùng vất vả. Còn 80% còn lại thì loay hoay bế tắc stress. Và 26 năm trước đây tôi thuộc về số 80% loay hoay bế tắc stress. Và bây giờ tôi đang trong tiến trình lọt vào top 20%, đang làm chủ cuộc sống mình, dẫn dắt doanh nghiệp của mình và kiến tạo những giá trị mà mình muốn tạo ra. Và khóa học 5 ngày thay đổi tư duy bằng NLP để thay đổi cuộc đời này, tôi muốn mở ra để giúp cho nhiều người Việt Nam chúng ta hiểu được nguyên lý của vũ trụ này, nguyên lý của con người, nguyên lý của bản thân chúng ta. Những sai lầm nó từ đâu đến, và để thay đổi thì thay đổi bắt đầu từ đâu và thay đổi bằng cách nào. Tôi không muốn rằng chúng ta phải lãng phí thời gian, lãng phí những cái nguồn lực, lãng phí năng lượng, lãng phí chất xám, mà lẽ ra ta có thể đạt được thành công hạnh phúc một cách dễ dàng. Cái gọi là thành công không nhọc sức ấy. Tôi muốn như vậy. Tôi muốn chia sẻ những cái công cụ, những kỹ thuật, những hiểu biết để giúp cho chúng ta thành công nhanh hơn, thành công không nhọc sức. Và vì thế tôi mới mở ra khóa học 5 ngày thay đổi tư duy này bằng NLP. Trong khóa học này chúng ta sẽ học được rất nhiều thứ. Chúng ta học về cái cách mà bộ não nó vận hành như thế nào để chỉ đạo chúng ta trong cuộc sống này. Chúng ta học được là cái kết quả của mỗi chúng ta trong cuộc sống này là do chính chúng ta tạo ra. Rồi chúng ta học được là vậy thì để thay đổi, để thành công thì chúng ta cần phải có những cái năng lực gì, những cái hiểu biết gì. Và cụ thể những năng lực, những hiểu biết đấy nó là cái gì, ta có đáng học nó không? Học nó rồi thì thực sự có kiến tạo được ra cuộc đời mình mong muốn không? Thì tôi là một minh chứng cho điều đó. Cũng như hàng chục trainer NLP bạn của tôi là minh chứng rõ ràng cho điều đó. Cũng như hàng nghìn học viên trực tiếp của tôi là minh chứng cho điều đó. Rồi cũng như là hàng trăm nghìn những comment trên những cái bộ video mà tôi chia sẻ. Ví dụ như bộ video, 5 video về vận dụng sức mạnh tiềm thức
cho chúng ta hiểu cái hạt nhân hiểu biết bên trong của chúng ta nó đang vận hành như thế nào, nó đến từ đâu. Rồi tất cả những video khác như là đánh thức sức mạnh vô hạn trong chúng ta, những video như là cái cách 5 bước chúng ta thoát khỏi nghèo khó bế tắc như thế nào. Từ đó chúng ta mới bắt đầu hiểu được rằng bản thân mình đang có những hành vi, đang có những tư duy, thói quen như nào để tạo ra cuộc đời như bây giờ. Và nếu chúng ta muốn thay đổi thì thay đổi như thế nào, bắt đầu từ đâu. Thì để hiểu một cách chi tiết thì tôi mời bạn sẽ tham gia khóa học 5 ngày này. Nó sẽ là 5 buổi huấn luyện trên Zoom. Nó rất tiện cho bạn, bạn ngồi ở đâu bạn cũng có thể học được. Chỉ xin lưu ý một điều rằng vào giờ học bạn hãy cực kỳ nghiêm túc, hãy chọn một không gian thật yên tĩnh để bạn có thể lĩnh hội và hấp thụ tất cả những gì mà từ trái tim tôi chia sẻ đến các bạn. Tôi muốn đánh thức cái năng lực vô hạn trong tất cả chúng ta. Tôi muốn chia sẻ với các bạn những cái khoa học, những cái kỹ thuật, những cái công cụ để chúng ta học được, ứng dụng nó để bắt đầu thay đổi toàn diện bản thân mình để kiến tạo cuộc sống như mong muốn. Chào mừng bạn đến với khóa học năng này thay đổi tư duy bằng NLP. Tôi là Nguyễn Xuân Hương, nhà huấn luyện đào tạo NLP cấp độ quốc tế thuộc hiệp hội ABNLP Hoa Kỳ. Và nếu bạn thấy video này hấp dẫn, video này giá trị với bạn, với bạn bè của bạn, với đội ngũ quản lý nhân sự doanh nghiệp của bạn, hệ thống kinh doanh của bạn, thì hãy chia sẻ đến họ để họ có thể biết được và ghi danh tham gia vào khóa học này. Mỗi tháng tôi sẽ tổ chức một khóa học nền tảng này, và tôi cam kết với bạn rằng đây sẽ là khóa học ý nghĩa nhất của đời bạn được học từ trước đến nay. Bạn sẽ hiểu mình là ai, tại sao kết quả của mình lại như thế này. Bạn sẽ biết được mình cần phải thay đổi như thế nào và thay đổi bắt đầu từ đâu. Bạn sẽ biết được cách kiến tạo lại cuộc đời mình để thực hiện sứ mệnh của mình khi hiện hữu trên cuộc đời này. Chào mừng bạn, hẹn gặp lại tại khóa học 5 ngày thay đổi tư duy bằng NLP.